Mấy hôm rồi mới được quay trở lại với chiếc công viên khủng long các bạn ạ. Mấy nay hơi bận xíu cho nên là chưa có thời gian để chơi. Hôm nay mới có thời gian để chơi đây mọi người. Thì trước khi mà vào chắc là phải cho các bạn xem cái con Ceratoraptor này của mình ha. Đấy, con này Ceratosaurus chứ. Nhìn gọi là ngầu ba cháy bọ chét luôn. Đấy, và nếu các bạn thấy thích cái series này thì bỏ lại cho chúng một like và chia sẻ clip để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok anh em ơi. Và ủa có khách là tham quan không ạ? Trời ơi, con này nó ngầu thế này mà chỉ có hai khách tham quan thôi hả? Nhìn ngầu đét là đẹp luôn đấy mọi người. Đấy thì hiện tại là cái công viên của mình các bạn thấy không? Cái mực độ khách nó bắt đầu cao rồi. Và như mình đã nói từ hôm qua là hôm nay mình sẽ cố gắng xây một cái khách sạn để cho khách người ta tới người ta ở. Mình thấy hợp lý đấy mọi người. Đây để chúng ta sẽ để cho nó phẳng lại nhá. Đầu tiên ta xây mấy chỗ này nó phẳng lại một chút xíu để mình quất mấy khách sạn. Mình không biết là nhìn này thì nó phẳng hơn hay là nhìn nó bị gồ ghề hơn đấy. Chứ mình chơi một thời gian sau mình cứ thấy mọi thứ nó trở nên gồ ghề hơn đấy các bạn. Kiểu người dân phải leo dốc lên leo dốc xuống đấy các bạn. Nhìn kỳ cục lắm luôn đấy. Rồi thì hôm nay thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ xây một cái khách sạn nhá. Nhìn mà bự quá hả? Thôi mình tưởng cái khách sạn này nó bé đó cơ, ai ngờ cái khách sạn nhìn bự tổ bố hôm Tây luôn anh em ạ. Vậy là chỗ này có vẻ không vừa để làm một cái khách sạn thôi. Chỗ khách sạn này bự lắm luôn đấy các bạn. Mình tưởng là nguyên cái chỗ này là vừa nhưng mà có vẻ như là không có chỗ nào đủ rộng để xây khách sạn này á. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ xây cái khách sạn này ở đâu bây giờ nhỉ? Vậy thì chắc là mình sẽ dẹp mấy cây ở bên đây đi thôi. Dẹp mấy cây bên đây xong mình đóng mấy cái nước ở đây lại các bạn ạ. Thì mình sẽ xây khách sạn đây có vẻ đẹp. Chắc là thế. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ xây mấy cái cây ở đây nha. Vậy là khách sạn nó sẽ nằm ở bên bên đây đi ha. Ở cuối đi. Thường thì buổi cuối khi mà người ta ở đây xong á thì người ta sẽ đi về người ta ở khách sạn là hợp lý rồi đúng không mọi người? Đấy. Đấy. Kiểu đi thăm khủng long quá chán ta chê rồi xong cái về khách sạn ngủ ở cuối công viên là đẹp. Hay là mình tháo cái này ra luôn ta? Thác cái miếng đất này ra luôn nhỉ? Thôi cảm giác không cần. Thế thì đây đấy các bạn, hợp lý rồi đấy. Mình sẽ xây mấy khách sạn đây ha. Đây, khách sạn sẽ nằm ở cuối. Đấy, nó sẽ nằm ở phía cuối của công viên. Kiểu như thế. Rồi làm một cái đường vào. Mình chỉ sợ là tốn điện thôi các bạn. Cái khách sạn này mình chỉ sợ tốn điện thôi, mình chả sợ cái gì hết. À tiêu thụ 10 năng lượng này, không tốn điện lắm. Theo như mình thấy thì nếu như thế thì chúng ta nên để cho cái khách sạn này có một cái quầy ăn à? Không, mình nghĩ là cần phải có một cái gì đó gần cái khách sạn này. Cửa hàng quà tặng à, thức ăn nhanh, mình nghĩ không cần đâu anh em ạ. Chắc là cần một cái chỗ để bán đồ ấy mọi người. Mình nghĩ là cần một chỗ bán đồ, chắc là bán cái cửa hàng thức ăn nhanh thì không cần này. Cửa hàng quần áo đấy mọi người. Mình sẽ làm thêm một cái cửa hàng quần áo ở đây đấy nha. Đấy. Ủa đây là cửa hàng gì? Ôi chết rồi, có cửa hàng quần áo bên đây rồi hả? Quỷ được không? Mình có một cái bên đây rồi các bạn ạ. Làm hai cái bất công, hai cửa hàng của mình nó cạnh tranh nhau mất. Thế này có khi mình vào nghiên cứu luôn các bạn. Vào nghiên cứu xem mà nó có cái cửa hàng gì mới không? Mấy cái công trình nhé các bạn. Nghiên cứu công trình nhỉ? Cái này có rồi này. Đây. Xây dựng. Trời ơi, vậy là không có rồi các bạn ơi. Tạm thời nó chưa có nghiên cứu gì mới về mấy cái chỗ kia hả? Nghiên cứu di truyền, y tế. Ủa kỳ giấy. Thế mình cứ nâng cấp mấy cái này đi ha. Vậy là tạm thời là mình chưa có cái cơ sở gì có thể nâng cấp lên được các bạn ạ. Thì có cái gì nâng cấp được thì cứ nâng cấp theo mình thấy là như thế các bạn ạ. Đấy. Có gì nghiên cứu mới thì cứ nâng cấp lên đi. Đây à, nghiên cứu mấy cái này thì có thể gọi là phòng chống được những cái căn bệnh ấy các bạn. Cũng hợp lý. Rồi thì hôm nay lại đi thám hiểm nữa, quên. Bình thường là mỗi lần vào là mình phải cho đi thám hiểm đầu tiên á. Bây giờ thì chúng ta cũng không cần phải lo về mấy cái vấn đề gọi là tiền bạc hay là cơm áo gạo tiền rồi mọi người. Như anh em có thể thấy là bây giờ thì công viên của mình đang ngày càng nổi tiếng. Cho nên là khách tới thăm cũng ngày càng đông. Đây mình sẽ lại tiếp tục đi nghiên cứu thêm mảnh con này ha. Đấy. Vật phẩm nghiên cứu từ trung tâm nghiên cứu. Chưa hiểu mấy cái nhiệm vụ này nha. Mấy cái nhiệm vụ ở trên đây thì có vẻ hiểu một chút rồi này. Hay là hôm nay mình sẽ ấp thêm một con khủng long ăn thịt nữa ha. Ấp thêm để cái chỗ này kiểu hai con ấy thì nó sẽ thu hút khách hơn. Chứ một con thì cảm giác là nó không có ok lắm.
gen 67% này. Thì hôm qua có một bạn comment kêu mình á, là cái con này nè, đấy là nó phải sống theo bầy đàn nhá, chứ nó không sống một mình. Nó sống một mình nó phá chuồng các bạn ạ. Đấy, cho nên là thôi, mình sẽ làm thêm một con này đi. Kiểu công viên mình đang giàu có thì mình sẽ làm thêm một cái này nữa, với cả là một chỗ xem khủng long ở bên đây đi mọi người. Mình nghĩ là mình nên làm một chỗ xem khủng long ở bên đây nữa. Kiểu nó sẽ có hai chỗ để xem ấy. Đấy, nhìn cho nó phê anh em. Một chỗ nhìn có vẻ không phê lắm. Đúng không các bạn? Đấy, làm thêm một chỗ xem khủng long đây ha. Đấy. Ok luôn. Như thế thì lại có một cái con đường đi vào nữa. Một con đường nối từ bên đây vào. Mà sao người nó đi vào đây làm gì ta? Không hiểu, người nó đi vào cái khu này làm cái gì ấy nhỉ? Chưa hiểu luôn á. Thiếu điện các bạn ạ. Nhìn có vẻ hơi thiếu điện. Vậy là mình phải làm một cái máy biến áp ở đây nữa. Vậy là có thể là mình cần phải xây một cái trạm điện đấy các bạn. Tình hình là phải xây một cạm trạm điện á. Bởi vì là hình như là cái trạm điện đây nó hết năng lượng tiêu thụ của với sao á. Đây nè. Ở đâu? À đây, cái trạm điện của mình ở đây. Vậy là ở đây có vẻ thiếu điện đấy các bạn. Mình thì xây một cái máy biến áp ở đây nhá. Không biết là nó có đủ không? Đúng rồi, vậy là thiếu điện đấy các bạn ạ. À đâu? Vẫn đủ. Ngon. Đấy. Thì sẽ có hai con ở đây nhá mọi người. Chúng ta sẽ xem được hai con hai chỗ để xem khủng long ở đây. Quá tuyệt vời. Với một cái bầy nó rộng lớn như thế này thì mình nghĩ là hợp lý ấy mọi người. Quên mất phải làm một cái cổng ở đây để cho mấy cha nội kia vô nữa. Không biết là chúng có đi đường này vào không ta. Đây, chúng ta sẽ làm một cái cổng ở đây nữa để cho mấy nhân viên kiểm lâm họ vào nữa. Phá cái này đi. Rồi mình sẽ làm một cái cổng ở đây nha, để cho nhân viên kiểm lâm họ vào, họ cung cấp đồ ăn cho mấy khủng long nữa các bạn. Nè các bạn thấy không? Vậy chắc là vẫn phải làm hai cổng chứ nhở? Làm hai cổng để tránh cái tình trạng mà khủng long nó chổng chuồng nó đi ra được á. Mình chỉ sợ khủng long chổng chuồng đi ra được thôi các bạn ạ. Thế nên là thôi, tốt nhất là cứ làm hai cổng cho chắc. Đó. Cách hai chỗ như này. Thế thì mình nghĩ là chúng ta lại lên phá cái này đi. Đó. Để mình để hai cái xa xa ra, tránh cái tình trạng là mấy cái người này người ta ôi sao lại không thành công nhở? Trời ơi, không thành công là mất tiền luôn đấy hả? Trời ơi. Không thành công là mất 550.000 các bạn ạ. Vãi chưa? Vậy là chúng ta có thể sẽ có 68% là có thể thành công à? Nếu như mà không thành công thì chúng ta sẽ mất 500.000. Wow, hay ghê. Vậy là tỷ lệ mà ấp thất bại vẫn có nhá các bạn. Ấp thất bại là mất 500.000 luôn đấy. Trời ơi, công viên tôi cày gọi là mục cả mặt ra được có 500.000 à. Mà họ lại lỡ không thành công trời. Đây thì hôm qua mình cũng đã sửa lại cái này nhá. Thì hôm qua thì nó hơi bị sai sai cái này một chút xíu á. Bây giờ mình đã sửa lại cho đẹp rồi. Đấy. Hôm qua cũng có bạn kêu là cho mấy con khủng long ăn cỏ sống chung với nhau đi. Nhưng mà theo như mình thấy ấy, là mình để như thế này để cho mấy cái con khủng long nó được kiểu mỗi con nó sẽ có một cái quần xã riêng các bạn. Nó không có trùng với nhau, chứ nhiều khi nó trùng với nhau thì nó lại thành ra mất hay. Đấy. Đó là công viên thì nó phải sống riêng ấy chứ mọi người. Sống chung như kia thì nó gọi là một cái quần thể quần xã rồi, không gọi là một cái công viên được các bạn ạ. Đấy, cố gắng ấp thành công con này đi. Trời ơi, ấp cái gì mà cùi quá vậy. Con này thì vẫn đang rất là khỏe và thoải mái này. Thật ra là mình rất là khoái con này luôn đấy. Từ cái lúc mà mình cho nó ra là mình khoái lắm các bạn ạ. Thức ăn này, nước thì không thiếu, đồng cỏ thoải mái này. Không biết là nếu mà dân số cao quá thì nó có tấn công nhau hay không nha. Mình hy vọng nó sẽ không tấn công nhau. Ở đây nó chỉ bị yếu một cái là hơi thiếu rừng à. Con này cần nhiều rừng à mọi người. Nước thì có rồi này. Thế thì mình sẽ làm thêm một ít cây cỏ nữa ha. Làm thêm ít cây cỏ bên đây đi. Để cho kiểu dạng nó có cây cỏ. Đó. Để xem nào. Rừng nó vẫn thế này thôi các bạn ạ. Chắc là thế này là tối đa với nó rồi. Thôi chúng ta để hai bên như này đi. Nhìn chưa đẹp. 45% rồi anh em. Rồi thì hồi nãy là kêu là xây một cái gì đó ở đây mà quên mất tiêu. Cái gì? Bán chi Ceratops với xếp hạng khủng long ít nhất là 32 à? Không biết là cái con này xếp hạng bao nhiêu, nhưng mà
cảm giác là bán mấy con này đi thì nó không có được giá các bạn, nó khá là rẻ. Xếp hạng của nó bao nhiêu nhỉ? 27 à? 27 thì không có ngon đấy các bạn. Nhưng mà sau khi mà làm mấy cái nhiệm vụ này ấy, chúng ta sẽ được tăng mấy cái điểm này đấy các bạn. Tăng mấy cái điểm an ninh này này, cho nên là cũng được. Cũng không đến mức độ tệ lắm. Để vào đây xem có cái gì nghiên cứu mới không nào. Con gì đấy? Ui vãi. Sao toàn mảnh của con này ấy nhỉ? Toàn mảnh của con Ceratosaurus các bạn. Toàn mảnh con Ceratosaurus. Mình sẽ quét nó lên để nó tăng tăng chỉ số lên càng cao càng tốt. Mình nghĩ là một cái mảnh này chắc là tăng được tầm 3%. Một mảnh này chắc tầm 3%. Khi nào mà công viên của mình giàu thì mình sẽ có những cuộc gọi là chọi khủng long nha mọi người. Tới đó các bạn sẽ được xem những cái tình huống gọi là chọi khủng long cực kỳ là xịn sò con bò luôn. Nhưng mà chắc phải lâu ấy. Hiện tại là công viên này cũng đã bắt đầu đi vào cái gọi là thời kỳ khủng hoảng rồi. Ghê đấy. Mỗi phút thì mình sẽ kiếm được đâu đó là 74.000 à. 74.000 đô. Bởi vì là tiền bán vé khá là cao. Với cả là cái công viên của mình hiện tại là đang thu hút khách rất là tốt. Bởi vì là mình có hai con khủng long ăn thịt. Không, tạm thời chỉ có một super idol khủng long ăn thịt thôi. Nhưng mà tương lai là chuẩn bị sẽ có thêm một super idol khủng long ăn thịt nữa. Ơ cái gì ấy? Ơ nó xây cái gì mới vậy ta? Ơ cái này cũ mà mới gì nhỉ? À, hình như là hàng rào mới đúng không? Mà cái hàng rào này thì có gì đâu mới ta? Nó được nâng cấp lên hay sao các bạn? Mình nghĩ là như thế. Chúng ta có hai loại khay này. Một loại khay là thịt có sẵn. Kiểu cái này thì những người nào cảm thấy tội nghiệp mấy con động vật kia, mấy con động vật như kiểu là mấy con dê á, thì mình nghĩ là nên giết chúng nó trước rồi cho chủ long ăn. Thế thì khác gì đúng không các bạn? Thế thì thôi ăn cỏ đi nhá. Thế nên là thôi cứ bắt mấy con dê sống để cho mấy bọn này mấy con này nó ăn đi chứ. Bây giờ các bạn muốn cho chúng ăn thịt dê kia thì các bạn phải thịt mấy con dê thôi các bạn ơi. Cho nên là khác gì đâu. Đấy. Con khủng long ăn thịt thứ hai. Ceratosaurus. What đã luôn. Ấy. Khả năng xem khủng long cao. Khu du khách được thưởng ngoạn. Ê không biết chúng con đánh nhau không trời. Đấu phủ nhìn giống đánh nhau lắm anh em. Ê à, thiếu đồng cổ à. Mình nghĩ là cái đồng cổ đủ mà ta. Hồi nãy nó bị thiếu ấy, nhưng bây giờ lại đủ rồi. Đó, hiện tại là chúng ta đang có hai con khủng long ăn thịt. Mới ra nó sẽ uống nước này. Rồi bây giờ ta sẽ xây đồ ăn cho chúng nó nhá. Ngon ngon anh em ơi. Bây giờ chúng ta lại có hai super idol thì quá là phê luôn. Mình sẽ xây hai cái khay thức ăn cho chúng nó bên đây đi. Một cái thức ăn chín nhá, còn một cái thức ăn đây, một cái thức ăn này nữa. Một cái là thịt chín có sẵn rồi, một cái là thịt này. Hai con này nó phải có hai khay khác nhau. Đấy. Chúng ta có thể vào tầm nhìn được con này được không? Không chọn tầm nhìn được con này được các bạn ạ. Ồ chắc chắn là sẽ có một con nó sẽ đánh hơi đấy con này. Sau đó nó sẽ gặm vào mồm. Mà không biết con nào sẽ phát hiện được con dê thôi anh em. Thôi xong. Ơ kìa, ăn tôi đi. Ơ xong ăn tôi. Ảo thế nhỉ? Trời ơi. Con dê nó chạy tới cho ăn mà không ăn. Lại đi ăn cái thịt này hả? Đây cũng là thịt dê là cũng phải kêu mấy con dê đi á. Thì con này nó mới có thịt mà ăn đấy các bạn. Trời ơi nhìn nó ăn kìa. Trời ơi nhìn ghét không. Ghê thật. Đây. Chắc là chú này sẽ ăn đây. Nó không ăn luôn này hả? Đây, đang tới rồi. Nhẹ nhàng. Úi giời ơi. Quá là phê luôn. Đấy, ăn thế cho nó nhanh các bạn ạ. Ăn thế cho nhanh đúng không anh em? Đấy, lợi nhuận là 114 nữa các bạn. Sau khi mà mình chiêu mộ thêm một super idol nữa thì cái công viên của mình đang thu hút rất nhiều khách. Các bạn thấy này. Khách đang đi rất là đông nhá. Đấy. Trời ơi. Chắc là mình phải làm thêm mấy cái chỗ bán đồ nữa anh em ạ. Bán đồ lưu niệm nữa để có thể thu hút thêm khách hàng. Đúng không mọi người? Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa. Là sao ta? À, bây giờ phải có khách sạn thì khách ở trên đảo mới tăng sức hút các bạn ạ. Mình nghĩ là mình cần phải làm một cái thức ăn nhanh nữa. Bởi vì là có đồ ăn đấy thì
thì khách họ mới có sức để xem khủng long các bạn ạ. Đây là một cái chỗ thức ăn ở ngay chỗ xem khủng long nha. Thì họ vào họ xem khủng long họ sẽ đói ấy. Nên là làm một cái tí đồ ăn mà là quá là bá cháy bỏ chết luôn. Rồi xịn 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 xịn. Mình nghĩ đây khủng long của mình sẽ sớm lên 5 sao thôi. Đấy lên sắp lên 2 sao rưỡi rồi đấy các bạn. Cái độ gọi là nổi tiếng của cái công viên của mình đang rất là ghê. Mốt mình sẽ xây thêm ở mấy cái chỗ này nữa các bạn ạ. Nhưng mà sao cái cảm giác là ở mấy khu này nó không có tuyệt đấy các bạn. Và chắc là mình sẽ phải xây cái đường ra thêm nha. Bởi vì là kiểu đấy, mình sẽ xây thêm mấy cái đường ra đi. Để cho như kiểu là người người họ có chỗ họ đi á. Chứ cảm giác là người dân họ hết chỗ đi rồi các bạn ạ. Không biết là có ai thấy giúp mình không chứ mình thấy người dân hết chỗ để đi rồi. Đấy. Bây giờ thì hai con ôi. Cái thịt nó ăn dần được các bạn ạ. Cái thịt nó ăn dần được. Chứ nó không có ăn từ từ. Đấy. Ê mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ đúng không ta? Ờ đúng rồi, như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Ủa, bán hàng cứ phải gọi là nhanh luôn anh em. Đấy, bây giờ khách vào ăn liên tục thế này thì tiền lại về, tiền lại về. Bây giờ tính cái này thế nào để kiếm lợi được mỗi phút là càng cao càng tốt nhá. Một tỷ tám mà. Hình như là bán tầm 30 đô à. 30 đô là đẹp nhất này. 30 đô được tầm tỷ 8. Ôi 29 đô à. 29 đô là sẽ được tỷ 8 đấy mọi người. Đấy. Ơ. Rồi mình đã hoàn thành các hợp đồng từ từ rồi đấy. Rồi đẹp. Quá là dễ luôn anh em. Bây giờ thì cái công viên của mình nó nổi đấy. Cho nên là người dân đấy các bạn thấy không. Du khách họ đi đông quá. Chắc là mình sẽ phải làm thêm đường các bạn ạ. Làm thêm đường để còn có chỗ để cho họ đi. Chứ cảm giác là mấy người dân này đi loang ta loang hoang, không biết đường nào đi nữa. Cho nên là mình sẽ làm đường để cho họ đi nha. Chứ nhiều người họ không có mua cái gì đấy các bạn. Rất nhiều người họ đâu có mua cái gì đâu. Họ chỉ vào họ đi đi vậy thôi. Họ vào họ tò mò với công viên của mình ấy. Cho nên là họ vào họ đi thôi. Chứ họ chả có mua cái gì hết. Đấy cho nên là mình làm thêm đường để cho họ đi ha. Làm thêm đường để cho họ đi để kiểu dạng cho mọi người thấy là có chỗ để mà đi ấy. Đúng rồi, giống như kiểu là nhà mình ấy, đi mấy cái chỗ đầm sen hay là suối tiên ấy, thì nhà mình chỉ là đi thôi chứ không có chơi trò chơi mấy, cũng không có tiền mua vé xem khủng long các bạn ạ. Cho nên là hầu như là đi qua đi lại thôi mọi người. Thì hiện tại là cái tình trạng này mình cũng đang gặp này. Và đây mốt là mình có T-Rex thì chắc cái khủng long cái công viên của mình phải lên 5 sao quá các bạn. Chắc là mình sẽ xây thêm một cái chỗ bán đồ đây nữa, bán quần áo đây. Thức ăn nhanh à, cửa hàng quà tặng à. Đúng rồi, xem khủng long xong rồi cái da còn được tặng quà nữa thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Đây đi. Mình nghĩ là cửa hàng quà tặng thì để ngay khách sạn đấy, kiểu mấy người giàu giàu họ có khách sạn đấy đúng không? Mấy người giàu giàu thì họ sẽ có khách sạn. Rồi cái mà những người mà có khách nhà giàu họ có khách sạn thì họ sẽ đi vào mấy cái chỗ này họ mua quà tặng về họ tặng cho người thân đúng không? Sởi ôi quá thông minh luôn. Mấy cái chỗ đồ ăn đấy, nước uống ấy thì mình nghĩ là nên để ở mấy cái chỗ mà xem khủng long, bởi vì là khách họ đói họ sẽ vào họ ăn uống đấy. Còn mấy cái chỗ cửa hàng quà tặng này tại sao lại để khách sạn? Bởi vì là ở khách sạn thì thường là những người nhà giàu họ có tiền họ ở lại, họ mới ở khách sạn đấy, và thường là những người đấy họ sẽ mua quà về cho người thân. Xinh con nhà bà xác luôn đấy, tính toán này mà sao không giàu luôn anh em. Tiền để trả tới đâu nhưng mà vẫn cứ nghĩ là mình sẽ giàu. Chán đời thật. Ôi công viên của mình giờ nhìn nó trù phú ghê các bạn. Nhìn nó càng ngày càng trù phú rồi đấy. Nhìn xịn phết đấy đùa. Được đấy anh em ơi. Lại mưa. Bây giờ lại tiếp tục cho đi thám hiểm thôi. Nói chung là bây giờ mình nghĩ là không sợ về vấn đề mình sẽ bị thiếu tiền đấy các bạn. Chả bao giờ sợ thiếu tiền luôn đấy các bạn. Bởi vì là gần như là bây giờ thu có hai con kia ấy, trừ khi chúng nó bị ngủm thôi, chứ chúng nó mà không ngủm thì còn lâu mới kia. À là mốt là mình mà lên được tăng được lên 3 sao là mình sẽ chuyển đảo rồi mọi người. À đúng rồi, át đừ. Vậy là mình có nhiều đảo để có thể xây một lúc hay sao ấy. 3 sao 4 sao này, 3 sao mình có thể qua mấy cái đảo này, 4 sao mình qua đảo này các bạn ạ. Thì không biết là như nào nhá, từ từ tính nhá các bạn ơi. Bây giờ đi thám hiểm với đã. Hình như phải qua mấy cái đảo sau nữa thì mới có mấy con khủng long nó xịn hơn hay sao á. Còn hiện tại thì ở cái chỗ này cũng chưa có khủng long xịn. Đấy. Nói chung là chơi cái game này thì phải cho mấy cái này đi liên tục các bạn.
cho đi nghiên cứu liên tục, nghiên cứu liên tục để đi kiếm mấy cái phôi cái gen. Vừa đi thám hiểm về mà không có gì à, buồn quá nhở. Trời ơi, công viên của mình nó sắp lên đến 3 sao mọi người, vậy là mình sắp chuyển đảo rồi. Nhưng mà không biết là chuyển đảo nó có mất cái đảo này không. Mình chỉ sợ là ui xuống, các bạn nhìn khách công viên mình này, đông đúc thì thôi đấy. Chắc là cũng phải làm một cái cửa hàng gì ở đây á, chắc là làm một cửa hàng quần áo ha, ở đây để có gì cho khách họ tới họ mua quần áo. Thôi là cái hầm trú ẩn là hợp lý ấy các bạn, hầm trú ẩn là hợp lý á, bởi vì là theo như mình thấy nhá, cái này mình thấy thôi, là thường thì mấy cái hầm trú ẩn nó sẽ ở khá là xa. Đấy, chúng ta sẽ để một hầm trú ẩn này. Rồi thì thường thì sau khi trú ẩn xong ấy thì khách họ sẽ muốn mua một cái gì đó, bởi vì là gần đây ta sẽ làm một cái gì đó bắt mắt để cho khách họ sẽ vào họ mua, tất nhiên rồi. Còn gì tuyệt vời hơn là quần áo, đúng không anh em? Đấy, thì mình thấy quần áo ở đây là hợp lý này, tiện thì cũng để có chỗ để cho khách họ vào ấy, thì bán quần áo ở đây mình thấy là hợp lý rồi. Đó, tất nhiên là phải nhìn về hướng này nha, tất nhiên là phải nhìn về hướng này nha mọi người. Nó đang bị thiếu điện rồi, chắc là mình nghĩ là mình nên xây một cái trạm điện nữa ở đây, xây một cái nhà máy điện nữa ở đây là đẹp các bạn ạ. Cảm giác là cái công viên của mình sẽ lên cảm giác công viên của mình sẽ lên 4-5 sao 3 sao sớm thôi anh em. Giờ này mình bị bánh cuốn cái game này quá, chơi game này dễ gây nghiện thật đấy, đùa. Mình thấy cũng nhiều bạn khá là khoái game này luôn đấy, các bạn ấy kêu ủa game này hay vậy sao chả ai xem nhở. Mình cũng chả hiểu tại sao mà mọi người không xem game này, mình thấy nó cũng hay nhé, nhưng mà chắc là nó cũng không hợp với phong cách của nhiều bạn ấy. Nhiều bạn thích chơi FZ5 chứ các bạn không thích chơi game này, đúng không? Thiếu điện này các bạn thấy không? Thiếu điện là mình xây chạm điện đâu được nhỉ? Mấy chỗ này nó mở ra không đủ để xây chạm điện đấy. Chắc là mình sẽ phải... Ủa chết chứ? Không, sai, không phá hủy. Đây, mình sẽ lấp lên cái chỗ này lên. Đấy. Đấy, lấp cái chỗ này đều lên nha, để xây một cái chạm điện ở đây. Phải xoay lại nhé mọi người, xoay lại hướng nhìn ra đường chứ. Đó, để một cây cột điện đây. Rồi, đẹp. Chúng ta sẽ làm một cái đường từ đây ra. Ok, trời đã luôn các bạn. À, vậy là xây cái này mình phải xây thêm một cái trạm biến áp nữa. Đó, đẹp luôn. Và một cái cây cột điện bên đây à. Rồi anh em ơi, mình thấy là xây xong cái này là đẹp. À đây, phải nối cái dây điện ở trạm biến áp vào cái này nữa hả? Trời đất ơi, gì mà cầu kỳ quá vậy. Đó, là sau khi mà xây xong thì cái khu này lại ok hẳn luôn đấy. Nhưng mà cái chỗ công viên này nó hết chỗ rồi mọi người, nó hết chỗ luôn đấy, là mình cũng không có mở rộng ra được. Nếu mà có đảo mới chắc chúng ta sẽ qua đảo mới đây anh em. Ủa, cái gì chết nhở? No, sao con này chết nhở? À, chết vì tuổi già. Ui vãi. Trời ơi, nó bị ngủm rồi anh em. Thôi mình sẽ cho máy bay dọn xác thôi nhá. Trời đất ơi, chết vì tuổi già. Đen nhô ạ. Giờ mình phải làm sao ta? Ủa, làm sao để dọn cái xác đi ta? Trời ơi, vãi thật. Bên đây mới dọn được này. Làm an tâm khủng long rồi. Ủa, cái nhà, à, nhà này mới đúng chứ nhở. Ủa, không phải nhà này à? Nhà ACU là nhà dọn xác mà ta. Không phải anh em ạ, không dọn xác được. Cái vậy là con đấy nó tự phân hủy hay sao á. Thôi đi châm thức ăn thôi anh em, cho con này đi châm thức ăn thôi, cho cái xe đi châm thức ăn thôi. Công việc mỗi ngày đi châm thức ăn. No, rồi con này làm sao để dọn xác các ta? Nó bị chết vì tuổi già các bạn ạ. Thôi thì chúng ta sẽ phải ấp một con khủng long mới già ở đây vậy. Dù sao thì nó cũng đã giúp cho cái khu này phát triển rất là nhiều rồi, cũng có một phần công sức của nó, tội nghiệp nó, nhưng mà thôi.
đành phải chịu thôi sao rồi anh em. Mở cái cổng người ra. Cái này là tuổi già sức yếu nhá, không phải bị cái gì nhá mọi người. Mình tưởng nó bị cái gì cơ, nhưng mà tất cả chỉ là do tuổi già sức yếu thôi, cho nên là nó đã phải ngủ. Ủa, sợ thế này nhở? Vậy là vậy là không cần cái này đâu anh em. Đây bỏ cái này nhá. Đó, là được rồi, để như này là được rồi nhá mọi người. Không cần cái cây cột điện đấy. Trời ơi, chơi bánh cuốn nó không biết là nãy giờ quay được bao nhiêu phút rồi. Nhưng mà thôi các bạn ạ, chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây nha. Và nếu các bạn thấy thích cái series này, đừng quên bấm like và share video để ủng hộ cho mình. Đó là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại gặp nhau ở clip sau nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình. Bye bye.